ba anh cho bà này báo quay phim đây. Ồ, quá trời cái bay kìa. Ồ. Bay lên bự không? À, xe cánh bự luôn á. Đó, đi nhà Trần Nguyên vậy. Đó. Xuống ăn bằng ăn gì ha bác ba ha? Hả? Xuống đây cho ăn gì ha? Ồ, có đẹp ghê không? Ghê hả? Tự đi kiếm ăn chứ ai cho nó vậy? Tại cái chỗ này chỗ tập trung quá, nào giờ mà chưa giờ không có người bắn dê, không người bắt dê, tự về chùa cấm không có cho. Gặp chỗ khác nó mặc hết nè. À, mình quay cho cả nhà coi nha, trời ơi giờ hả, coi như là hả còn bự bự không đó. Chị giữ đi, chị cầm đi. Không hả? Ăn cho bún xo. Tối nay chị